Xin chào quý vị và các bạn. Thì buổi sáng buổi sáng ngày hôm nay là ngày 16 tháng 11, tôi chúc quý vị và các bạn có một cái ngày giao dịch thuận lợi, kiếm được nhiều lợi nhuận. Và nhân đây thì tôi cung cấp cho quý vị và các bạn thêm một bộ thông số của cổ phiếu nữa, là cổ phiếu MWG. Bộ thông số này tôi nghĩ là cũng là một trong những bộ thông số mà rất đáng mong đợi. Thì chúng ta thấy này, đây cái giai đoạn này của nó phát triển rất là tốt, nên các bạn nhìn cái chỉ số power của tôi này, nó xanh và nó rất đẹp. Chỉ số này ấy, thì nó gần xanh nhé, nó chưa xanh nhưng mà nó 15% là xanh, nhưng mà nó là rất đẹp đấy. Thực ra nó chỉ cần trên 10% thì là đẹp rồi đấy, các bạn hình dung thế. Cái chỉ số này của nó đang rất đẹp đấy, nhưng cái về cơ bản đấy là bây giờ là nó đang xấu đi. Và như tôi nói với quý vị và các bạn ấy, cái power của tôi này nó thường nó phản ứng nhanh hơn các cái chỉ số khác đấy, nó cho cái kết quả nhanh hơn đấy, nó phản ứng nhanh hơn. Và các cái chỉ số này này nó cho phản ứng nhanh hơn. Thì chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy cái cục lợi nhuận của MWG nó vẫn tăng lên, cho nên cái giá nó vẫn neo ở cao. Nhưng nhìn kỹ vào thì chúng ta phân tích cái gì, thì chúng ta thấy này, thứ nhất là nó có cái cục tiền từ hoạt động tài chính này, này à hoạt động kinh doanh này vẫn lớn đấy, xong rồi hoạt động tài chính này lại âm nhiều. Nhiều người chỉ nhìn qua đây ấy, thì sẽ không biết được là nó như thế nào đâu đấy. Thì để rõ ấy, bởi vì là cái báo cáo tài chính này, cái báo cáo tài chính thông thường là người ta sảng nấu, thì cái đấy chúng ta biết rồi. Chúng ta nhìn vào đây ấy, chúng ta có mấy cái số thông số mà chúng ta cần phải đánh giá này. Thứ nhất là cái vốn chủ sở hữu của nó đang tăng rất là mạnh nhé, vẫn đang tăng rất là mạnh. Cái thứ hai là cái tỷ lệ đòn bẩy của nó vẫn đang mức cao nhé đấy. Cái thứ ba ấy là cái nợ nó có chuyển bớt từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn đấy nhưng mà nợ của nó là lớn, nợ của nó là lớn nhé, 30.000 tỷ đấy, nó nợ loanh quanh khoảng 31.000 tỷ, 31.000 tỷ, hơn 31.000 tỷ một chút. Đấy là một con số khá là lớn. Thế bây giờ cái này này, thì quý vị và các bạn vào trong đây, tôi đã hướng dẫn rồi đấy, vào trong này. Đấy, tôi đã có hướng dẫn ở các clip trước nhé. Đấy, vào cái mục lưu chuyển tiền đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy, chúng ta sẽ thấy này, thứ nhất là lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính nhé, nó có cái cục là âm 3.000 tỷ này, 3.270 tỷ nhá. Thì nhìn vào đây này, thứ nhất là nó có cái vụ gọi là trả tiền đấy, tiền trả các khoản đi vay là 15.000 tỷ này đấy, 15.000 tỷ vác tiền đi trả đấy, nhưng nó lại đi vay, có nghĩa là nó cũng không có tiền đâu, nó đi vay tiền nó trả nợ đấy, kiểu kiểu đến hạn thì nó vay chỗ nọ trả chỗ kia đấy. Thì ở đây nhá, nó còn âm, có nghĩa là nó có 3.000 tỷ là nó đem đi trả. 3.000 tỷ thì nó có tiền thu từ vay hoặc là phát hành các công cụ nợ đấy, thì có lẽ là nó có cái vụ gọi là bán gì đấy, thì nó sẽ có một cái khoản này. Thì cái này này, để hiểu rõ ấy, thì các bạn vào cái thuyết minh báo cáo tài chính nhá, đọc kỹ lại cái mục này, nó là cái cục tiền này, nó là cái tiền gì đấy. Tiếp theo này, tiền từ hoạt động kinh doanh thì cũng thế, hoạt động kinh doanh cũng thế nhá. Hoạt động kinh doanh này nó có dương là 1.600 tỷ đấy, 1.600 tỷ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, nó có những cái khoản to là khoản âm 1.200 tỷ này, là tăng giảm các cái khoản phải trả, tăng giảm các khoản phải trả, có nghĩa là nó phải trả, có nghĩa là nó, cái này nó không rõ lắm, các bạn phải vào trong cái thuyết minh báo cáo tài chính để đọc xem là cái phải trả này là phải trả gì nhá. Thì có lẽ là nó chiếm dụng vốn của nhà cung cấp chẳng hạn. Tiếp theo này là lãi lỗ từ thay đổi vốn cố định đấy, thì nó ghi vào đây nhá, thì cái cục này là nó ghi nhận vào đây đấy. Còn cái lợi nhuận của nó này đang giảm đi rất là nhiều, mà cái lợi nhuận này tôi nghĩ nó cũng ảo, nó cũng không thật đâu nhá. Đấy, thì để hiểu rõ được những con số này ấy, là phải đọc thuyết minh báo cáo tài chính. Còn để mua hay bán cổ phiếu, mua nhá hoặc bán nhá hoặc là nắm giữ, thì quý vị và các bạn cần tự đánh giá kỹ các cái con số này nhá. Đấy, thì các con số thì chúng ta thấy là nó đang giảm đi đấy, nó đang giảm đi nhá. Đây, ROA giảm đi nhá, ROE giảm đi nhá, tỷ suất lợi nhuận gộp thì cảm giác là nó có tăng lên, nhưng mà đấy thì phải đánh giá lại. Nhưng cái tỷ suất, cái lợi nhuận trên doanh thu ở đây nó cũng tăng lên một chút nhá. Đấy, cái vòng quay thì nó giảm chậm đi một chút. Đấy. Đây này, cái vốn lưu động, vòng quay vốn lưu động ấy thì nó giảm đi rất là nhiều.
Thì cái vòng quay vốn lưu động này là cái rất là quan trọng, nó đánh giá cái mức độ cái khả năng sinh ra lợi nhuận đấy. Đấy, vòng quay càng nhanh thì khả năng sinh lợi nhuận càng tốt. Thì cái thằng này này nó sinh lợi nhuận tốt đấy là vì cái vòng quay của cái giai đoạn trước các bạn thấy nó rất là cao. Đấy, 15 nhá. Thì các bạn cứ lấy 360 ngày bạn chia cho cái số này này thì sẽ ra là số ngày mà quay vòng vốn một lần. Đấy. Tôi chỉ cần chia cho 15 thôi nhá để chúng ta hình dung ra là thằng thế giới di động này nó nhiều như nó kiếm tiền nhanh như thế nào. Đấy, có nghĩa là 24 ngày. 24 ngày là vốn của nó quay vòng một lần. Đấy, các bạn hình dung đấy, cái vốn lưu động này. Cho nên là cái lợi nhuận nó sinh nhanh là nó có lý do như thế. Nhưng cái giai đoạn này này nó đã quay chậm đi rất là nhiều rồi, nó xuống khoảng nó 3.2 rồi nhá. Đấy. Và hệ số về khả năng thanh toán của nó đang yếu đi nhá, đang yếu đi. Đấy, đang yếu đi thôi. Đang yếu đi thôi, nó có dấu hiệu yếu đi thôi, nhưng mà nó vẫn đang ở cái mức gọi là trong cái mức cho phép. Nó chưa vấn đề gì đâu. Đấy, thì đấy là những cái mà tôi có thể chia sẻ buổi sáng hôm nay và hy vọng nó giúp ích cho quý vị và các bạn. Một lần nữa tôi nhắc lại quý vị và các bạn hình dung ra là hôm qua đấy tôi có cho quý vị, có nghĩa là trong tuần trước thì tôi cho 2 cổ phiếu rác và hôm qua tôi có cho thêm 2 cổ phiếu rác nữa. Tôi nghĩ là như thế nó cũng hơi nhiều đấy, chúng ta phải đợi một chút để chúng ta bán đi đã thì chúng ta với nên mua thêm cổ phiếu rác, bởi vì cổ phiếu rác mà để nhiều trong tài khoản quá ấy, thì nó sẽ nguy hiểm đấy, không tốt đâu nhá, không tốt, không tốt, bởi vì là nhiều quá là các bạn sẽ không bán kịp đâu. Khi mà nó có vấn đề cả một loạt không bán kịp đâu. Tuy nhiên ấy, ở giai đoạn này tôi vẫn nói với quý vị và các bạn là cổ phiếu rác đang lên ngôi và chúng ta cần ghi nhớ ba cái mà tôi cho quý vị và các bạn đấy. Cái thứ nhất, ba cái điều mà tôi cho quý vị và các bạn ngày hôm qua đấy là thứ nhất là phải liều, cứ liều thôi, còn 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 nếu như không liều ấy thì đứng ở ngoài nhìn. Hôm qua cũng rất nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi là cho em cái cổ phiếu rác ngày hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không 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 cần thiết, các bạn không cần vội vàng như thế, các bạn cứ xem theo dõi trên kênh nhé. Và nó mà đã tăng ấy thì nó không tăng một tí đâu, các bạn hình dung thế, các cổ phiếu rác nó tăng là tối thiểu 30% hoặc là nhiều hơn, nên các bạn cứ 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 yên tâm là như thế. Nó thường là nó phải tăng khoảng 5 đến 7 phiên. Đấy, các bạn không không thấy cổ phiếu rác nào nó chỉ tăng một phiên nó sập xuống đâu. Đấy, đấy là cái nguyên tắc. Còn nếu mà nó không tăng được ấy, nó sập xuống là cái cổ phiếu rác đấy là không tốt, tiền nó không vào. Đấy, đấy, nên thứ nhất là phải liều thôi, còn không liều thì thôi đứng ngoài nhìn. Thứ hai là phải lì, mua được rồi là phải lì, lì, nắm giữ lì. Và thứ ba là phải nắm rõ cái quy tắc cắt lỗ. Đấy, mình chịu đựng được bao nhiêu phần trăm thì mình phải cắt. Đấy, phải cắt và nên cho nó cái biên độ dao động lớn một chút so với bình thường. Đấy là những cái quy tắc mà tôi nghĩ là nếu như các quý vị và các bạn nắm lòng được thì sẽ kiếm được lợi nhuận ở cái giai đoạn này, và lợi nhuận ở giai đoạn này là đáng kể đấy, nó có khi nhiều hơn các cổ phiếu các bạn đầu tư. Tôi khẳng định là như thế. Cổ phiếu đầu tư ở giai đoạn này này nó sẽ không tăng nhiều đâu. Trừ những cổ phiếu mà rất tốt nhưng lại có cái số lượng cổ phiếu ít thì mới được. Như tôi nói với các bạn, tôi đã nói rất nhiều với quý vị và các bạn là cái thằng HPG là cổ phiếu tốt, tôi không bao giờ tôi nói nó xấu cả, bởi vì bản chất cái nội lực của nó là tốt, tất cả chúng ta đều thấy nó tốt, nhưng để tăng được mạnh ấy là rất khó. Nó đã tăng đến 6 7 lần rồi, làm gì tăng được mạnh cả cái khối tài sản lớn như thế. Nhưng các bạn hình dung ấy, nó chỉ bán một buổi, nó một bữa nó chỉ bán có 30 triệu cổ phiếu này này. Cái ông nào cũng chỉ bán có 10 triệu cổ phiếu thôi ấy, thì cái tiền đấy nó làm cho cái cổ phiếu rác ấy nó tăng lên phải gấp 3 gấp 4 lần nữa. Lý do thì tôi đã giải thích rồi. Nha, lý do tôi giải thích rồi. Đấy, cái cổ phiếu này giá của nó đang đang là 53 đúng không? 53 mà cái cổ phiếu đây, cái cổ phiếu tôi cho các bạn này giá 6 đúng không? Giá 6 là cái cổ phiếu kia nó gấp gần 10 lần cái cổ phiếu này. Gấp 9 lần. Đúng chưa? Đấy, mà cái khối lượng giao dịch của cái cổ phiếu này này, đấy tôi cho các bạn rồi, nó có 8 triệu, 9 triệu thôi, tôi cứ cho là 9 triệu cổ phiếu đi. Đấy, 9 triệu cổ phiếu, còn có nghĩa là một ngày giao dịch của cái thằng kia nó đã gấp 4 5 lần một ngày giao dịch của cái cổ phiếu này rồi. Đấy, các bạn hình dung thế. Thế thì nếu như mà cái lượng tiền đấy mà nó tập trung sang cái cổ phiếu này, đấy là tôi đang giải thích tại sao cái giai đoạn này mà cổ phiếu rác lại tăng lên mạnh như thế là vì thế.
đội lái nó cứ phi vào những cái cổ phiếu rác này thì đây cái cổ phiếu này nữa. Và tôi đoán là hôm nay hai cái cổ phiếu này nó lại tím rồi, xem tôi đoán thôi nhá, còn để xem cái sự đoán đấy nó đúng hay không. Và thị trường chung ấy thì quan điểm của tôi là nó chưa sập được xuống đâu, nó chưa sập được xuống đâu. Và cái cổ phiếu, một cổ phiếu nữa tôi cho các bạn là TTF nhé, thì tôi cũng nói luôn để các bạn hình dung ra cái thằng TTF này này nó đang chờ một cái thông tin mới xác nhận. Đấy là cái thông tin mà thằng đây này, chủ tịch con trai Bầu Thắng này muốn mua 1,5 triệu đơn vị đấy, mua thêm đấy nhá. Đấy thì ở trên mạng, tôi xin lỗi, ở trên mạng ấy là nó đã đồn, nó đã chụp cái hình của cái, nó gọi là cái công văn đấy gửi mua cái cổ phiếu này rồi đấy, đã chụp rồi đấy. Nhưng có lẽ là mọi người đang đợi để chờ xem là xác nhận cái 1,5 triệu này có khớp như giống cái 1 triệu cổ phiếu trước đây hay không. Đấy, mọi người đang chờ đợi cái đấy. Đấy, đấy là cái mà tôi nghĩ là thế. Và cái mục đích thì ai cũng hiểu rồi, mục đích là nó sẽ bán giấy để thu tiền về đấy. Mà muốn bán được giấy ấy, thì cái giá của cổ phiếu này nó phải cao, nó muốn bán được giá 10 thì cái cổ phiếu này nó phải rất là cao nó mới bán được giá 10. Và nó bán chủ yếu là bán sẽ bán cho cổ đông hiện hữu, thì đấy thì nó phải có một cái động thái nào đấy nhá. Đấy, còn tôi không khuyên quý vị và các bạn mua. Cái cổ phiếu thứ tư mà tôi cho quý vị và các bạn là LGL. Đấy, LGL thì đấy tôi cho nó đã tím 2 phiên rồi. Hôm nay thì tôi cũng biết. Đấy, và tất cả các cổ phiếu tôi đều cho quý vị sớm nhé. Cổ phiếu này tôi cũng cho ở chỗ này. Đấy, quý vị hình dung thế. Và tôi không có cái cổ phiếu nào mà tôi cho quý vị muộn hết. Các cổ phiếu tôi đều cho sớm để quý vị và các bạn có phương án. Còn đừng, không cần phải inbox cho tôi đâu. Tôi cổ phiếu rác này ấy, nó ăn được nó đã là các bạn đã phải là rất can đảm rồi. Còn các bạn cứ inbox ấy, là có nghĩa là các bạn vẫn đang lo lắng, các bạn chắc chắn là sẽ không mua được cái cổ phiếu này đâu, tôi khẳng định luôn. Và đừng nên mua, tốt nhất là đứng ngoài, bởi vì những cái cổ phiếu này ấy là phải chịu được rủi ro. Còn nếu như các bạn dám mua ấy là các bạn đã là những con người can đảm rồi đấy, tôi khẳng định thế. Và lợi nhuận nó sẽ đến đối với những người can đảm thôi, chứ còn các bạn sợ ấy thì các bạn mua xong rồi mai bữa kia các bạn lại bán ngay lập tức cũng chả ăn được mấy đâu nhá. Đấy, đấy là cái mà tôi chia sẻ, và hy vọng những cái chia sẻ đấy nó giúp ích cho quý vị và các bạn, và rất mong quý vị và các bạn kiếm được nhiều lợi nhuận. À, khi chốt cổ phiếu thì hy vọng quý vị và các bạn vẫn nhớ đến đến những cái hỗ trợ của tôi. Đấy. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau.